Xin chào mọi người, hôm nay bên Solar Hưng Yên giới thiệu tới mọi người về một combo. Combo mà hiện tại nhà em đang bán rất là nhiều. Đó là cái combo một máy biến tần hybrid của hãng Dyer, bảo hành 5 năm. Một tủ điện đấu sẵn, dây dợ đã đấu sẵn. Và một pin EVE 51,2V 105Ah. Về cấu hình thì combo của ba sản phẩm này bên em đang bán là 51.500.000, bao ship toàn quốc. Mọi người chỉ cần đặt cọc 1 triệu thôi. Còn sản phẩm bên em trước khi giao tới khách hàng bên em sẽ đều test như thế này. Hiện tại là em test là chưa có PV nhé. Tí có PV em test sau. Vì đang để ở ngoài này bây giờ là chưa cắm PV được. Hiện tại là tủ bên em đấu sẵn ý, thì bên em đấu sử dụng dây là dây điện của Trần Phú, dây 6mm. Dây điện DC thì sử dụng dây của hãng Nidder. Còn dây điện của bình Aqui thì sử dụng là dây 25mm đồng mềm, bấm cốt sẵn. Automat của Aqui sử dụng áp 150A. Automat của hai dàn pin đã sử dụng áp 16A. Và đây là hai cái này là cái chống sét của dàn pin. Còn cái này là chống sét của điện lưới. Đây là ATS này. Đây là automat độc lập, automat bám tải, automat tổng của toàn nhà. CT thì mọi người sẽ kẹp vào đây nhé, kẹp vào dây đỏ. Nguyên tắc đấu điện là dây đỏ sẽ ở bên trái, còn dây nguội thì sẽ ở bên tay phải. Đấy, mọi người cứ để ý là tủ bên em đấu này, dây đỏ bao giờ cũng phải bên tay trái. Cái bình lithium đây, bình này thì cho phép là sạc 50A và xả là 105A nhé, sạc 50. Hiện tại em đang cho sạc đây. Điện áp của back pin là 53,9V, dòng sạc là 33,7A. Điện áp các cell đang lệch cell là 10mV này. Đấy, các cell là 3361, 3371, 3370 này. Đấy, còn đây là về biến tần. Hiện tại biến tần em đang cho lạp điện từ điện lưới. Để tắt lạp điện lưới thì mọi người vào battery này, bấm xuống mục grip chạc này. Tắt hết cái này đi. Đấy, là nó sẽ không sạc từ điện lưới nữa. Rồi, đấy, nó sẽ không sạc nữa. Tải em đang sử dụng cho mỗi cái laptop thôi, nên là tải nó có 64W thôi, không có nhiều. Đây là máy biến tần 5kW nhé. Máy này sẽ được bảo hành 5 năm tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Tủ điện bên em bảo hành 1 năm, hỏng cái gì bên em gửi trả cái đó, gửi trả luôn, các bác không cần phải suy nghĩ. Còn pin lithium này, pin lithium này thì được bảo hành 12 tháng nhé. Bản này là bản lithium của lithium đây là pin lithium của gì nhỉ? Của Viễn Thông nhé. Đấy. Thì pin này thì bên em đã chuyển dòng sạc là 50A và dòng xả là 105. Nên các bác cứ yên tâm sử dụng. Sản phẩm được bảo hành 1 năm, pin mới 100%, mới sản xuất tháng 1 năm 2022. Không phải pin cũ nhé. Thế còn về cách đấu từ tủ điện đây. Tủ điện bên nhà em đấu sẵn rồi. Dây thì em sử dụng dây điện của hãng Trần Phú này. Dây cáp PV của điện mặt trời sử dụng cáp của hãng Nidder này. Còn dây Aqui em sử dụng cáp của Goldcup. Và dây là dây 25mm vuông. Dây 25 nhá, cho chạy dòng 100A thoải mái, chỉ hơi ấm ấm thôi nhá. Bên em không sử dụng dây 16, chủ yếu sử dụng dây 25. Dây thì em đã có đấu sẵn rồi. Đấy, bấm cốt sẵn rồi, về mọi người chỉ việc đấu thôi. Đây ví dụ như dây đỏ là sẽ đấu bên tay trái, còn dây đen là đấu bên tay phải. Cốt kiếc bấm đàng hoàng. Cốt bên em sử dụng là cốt rời MC4 đây, về mọi người chỉ việc cắm vào thôi. PV1, PV2 cắm vào bật công tắc lên. Đấy. Còn ở đây là cái phần điện lưới thì đấu vào đây. Điện lưới thì trên dây em đã ghi sẵn là loát này. Loát của biến tần, tức là đấu vào cổng loát của biến tần là cổng này. Còn đây là cổng grip của biến tần này. Dây này là dây đấu vào cổng grip, thì đấu vào cổng grip của biến tần đây. Đấy. Đấu thì là dây đỏ sẽ ở bên trái nhé. Dây đỏ là dây lửa, còn dây vàng là dây nguội. Còn dây tiếp địa là em vẫn chưa đấu. Dây CT đấu vào đây. CT sẽ đấu vào cổng số 3, chân số 3 và chân số 4. Chân nó có chữ H, chữ HM đây này. Đấy. Đấy, còn pin lithium thì do pin này là pin Viễn Thông nên là nó không có chức năng giao tiếp lithium. Thế nên ở trên phần cài đặt là sẽ chọn là báo vôn nhé. Cài đặt sẽ là báo vôn. Hiện tại em đang cho chạy ở chế độ điện lưới này. Ví dụ như tắt điện lưới đi, nó nhảy xuống này. Đấy, mọi người sẽ thấy nó lẩy xuống. Gạt lên thì nó lẩy lên. Đấy. Tắt đi thì nó lẩy xuống. Đấy, như vậy thôi.
Thế về còn cái lắp nắp tủ điện này, tủ điện bên em sử dụng tủ của hãng Sunchi nhá. Tủ đắt tiền xịn luôn, chứ không sử dụng mấy cái tủ nhựa ABS đẻo. Đây là tủ nhựa ABS xịn. Tủ IP65 chống nước. Đây, thương hiệu Sunchi. Về các thứ em đã dán sẵn này, át đầu tiên là át tô mát tổng này. Đấy, sau đó át ở giữa là cái át bám tải, gạt lên thì máy sẽ chạy ở chế độ bám tải. Còn át tiếp theo là át độc lập. Át độc lập là khi mất điện lưới thì nó sẽ chuyển sang chế độ chạy độc lập. Mũi tên này chỉ xuống dưới là đang chạy độc lập này. Còn mũi tên chạy chỉ lên trên là chạy chế độ bám tải. Còn đây là át đầu tiên là át AQ này. Át thứ hai là át PV1 này. Tiếp theo là PV2. Còn ba cái cục này là cắt xét của ba dàn pin. Đấy, nó như vậy. Đấy. Còn cái CT bám tải thì mọi người luồn vào trong này cho em nhé. Sau đó là kẹp vào cái dây đỏ này. Đấy, kẹp vào dây đỏ đây. Đấy, kẹp vào dây đỏ phần automat tổng. Ở cái phần này thì automat tức là điện từ ngoài cột điện sẽ qua cầu dao và chạy vào đây. Đấy, và điện ra là nó sẽ ra ở cái dây này. Đấy, mọi người sẽ luồn dây điện vào đây và đấu vào automat tổng nhá. Dây điện ra thì bên em cũng ghi sẵn đi rồi. Đây, cái này là đấu vào tải sử dụng này. Em ghi ở đây là đấu ra tải sử dụng nhá. Đây. Đấy, lối ra tải sử dụng. Đấy. Cái dây này dây đánh dấu sẵn rồi. Ở đây tải sử dụng của em là qua một cái này. Sử dụng cho một cái máy xe tóc, em sử dụng một cái át để đấu cho nó dễ. Đấy, thì cái phần đấy gọi là dây lối ra này. Ở đây thì của em sử dụng 4 con ốc siết cáp. Sau khi xong thì mọi người sẽ siết cái ốc này vào để cho nó côn trùng các thứ nó khỏi chui vào. Với cả giữ cho các cái dây này nó chặt. Ở đây sẽ có hai cái dây này là dây của AQ nhá. Hiện tại bên em đấu tủ điện là đang sử dụng automat 1P. Chỉ ngắt dây dương của bình AQ đây nhá, không ngắt dây âm nhá. Còn bác nào thích ngắt dây âm thì lắp át 2P. Hoặc là nhắc em thì bảo em thì em sẽ lắp cho. Còn bình thường nhà em nào em chỉ lắp át 1P thôi. Đấy, và đây là cái ốc này là của cặp PV1 này. Ốc này của cặp PV2, PV1, PV2 này em chưa đánh dấu nhưng mà chưa đánh dấu đầu dây nhưng mà cứ đây mọi người cứ thấy này. Đấy. Bên này là 1 này, bên này là 2 này. Đấy, bên em làm đã để sẵn như thế này rồi. Đầu vào đây, mọi người cắm từ dàn pin cắm vào đây. Hai dàn đây. Đấy. Nếu mà chưa có điều kiện lắp hai dàn thì lắp một dàn đấy nhá. Mọi người có thể mua 4 tấm pin là bắt đầu máy chạy rồi. Còn với cái máy 5kW này sẽ chạy mỗi bên là 9 tấm là tối đa. 9 tấm 450W. Đây là điện ra và dây tiếp địa. Dây tiếp địa mọi người đấu vào đây giúp em này. Đấy, hiện tại em đang đấu dây tiếp địa, đây đấu dây tiếp địa vào máy, còn dây tiếp địa ở đây là mọi người phải đấu xuống đất nhé, chôn một cái cọc 1m hoặc 2m, sau đó là mọi người buộc cái dây điện vào, quấn mỡ bò vào, sau đó quấn băng dính kỹ vào, xong đó là lấp xi măng, thế là xong, để cho nó yên tâm. Nếu như không chôn tiếp địa thì dẫn tới là khi mọi người sờ vỏ máy và những con ốc có thể là dẫn tới hiện tượng là bị điện giật, bị tê. Đấy nên bắt buộc phải là lối tiếp địa. Thứ hai là phải lối tiếp địa để trong trường hợp ví dụ có sấm chớp, mưa gió sấm chớp thì là nó sẽ ví dụ nó có bị nhiễm sét thì sét nó sẽ thoát đi. Còn nếu mà không chôn dây tiếp địa thì sờ sẽ bị giật và khi sét đánh là nó không thoát được sét thì nó sẽ làm cho biến tần của mình hỏng nặng hơn. Mặc dù mình thiết kế chống sét thì mình phải ở đây là trong tủ điện của em đã có 3 cái con chống sét, cho hai cái chống sét cho hai dàn pin, một chống sét cho điện lưới, nên là bắt buộc là mọi người phải chôn dây tiếp địa cho em. Dây tiếp địa mọi người có thể sử dụng dây tiếp địa 6mm hoặc 10 dây 10 là tốt nhất mọi người nhá. Dây 6 thì nó dẫn xa quá thì nó hơi nhỏ, thì mọi người có thể sử dụng dây 10 giúp em. Dây 10 hiện tại thì chắc là nó rơi vào khoảng 30.000 một mét thôi. Đây ví dụ em, đây em có một cuộn dây 10 này. Đây là của dây tiếp địa 10, dây 10 nhá, nó gọi là dây 10 đây. Đấy, dây này thì dây đồng mềm nhiều sợi này. Đấy. Dây này là vào 30.000 một mét. Dây tiếp địa đây. 01 mét, nó có số nó đánh ở đâu. Nó có tên mà. Dây này em mới mua có mấy cuộn thôi. Thỉnh thoảng bác nào cần đặt thì cứ nhắn em cắt bao nhiêu mét em cắt cho. Dây này thì chạy nó yên tâm, thì khi mà có mưa gió sấm chớp không may nó có nhiễm tí sét thì là dây to tiết diện lớn thì nó truyền nó sẽ tốt hơn, tại vì sét nó chỉ xảy ra trong chớp nhoáng thôi, nó chỉ trong bao nhiêu mini dây đây chứ không, nó không đếm được, chỉ nhằng một cái thôi nghe thấy là đã thấy cháy rồi. Dây này là dây 10mm nhé, để em xem nó số nó ghi ở đâu, chưa nhìn thấy luôn đấy. Đây đây, dây của hãng Carisun đây nhá, dây xịn đấy. À, cái 1 x 10, đây nó là 1 x 10 này. Đấy, 1C x 10
SQMM. Đây là dây tiếp địa 10. Dây tiếp địa thì nó sẽ có màu vàng và màu xanh. Đấy là theo tiêu chuẩn của điện là sẽ làm dây màu vàng xanh. Còn các bác nào không có điều kiện mua được dây vàng xanh hoặc là những cái nơi khó mua, chơi dây đỏ dây đen được hết. Thế tóm lại là phải đánh dấu và không để nhầm. Đấy thế thôi. Còn trong kỹ thuật điện thì người ta sử dụng dây vàng xanh là dây tiếp địa. Thì bên em đấu và bán đồ thì bên em cũng gọi là làm theo đúng nguyên tắc đây. Dây tiếp địa em đang sử dụng ở đây là dây 6mm nhá. Thế còn dây khuyến cáo cho mọi người mua để chôn ấy là dây 10 nhá. Còn dây em làm tủ điện chỉ làm dây 6 thôi. Còn với những cái máy 12kW, 10kW hoặc 8kW thì bên em sẽ sử dụng là dây 10. Cái dây đấu điện cũng là dây 10 luôn. Và dây chống sét cũng là dây 10. Còn đây là tủ điện của máy 5kW thì chỉ sử dụng dây 6 thôi. Ở máy này là máy 5kW lên là Atomat. Bên em sử dụng AT là AT C32 là 32A nhé. AT tổng vào là AT 40 nhé. Đấy, thế với những bác nào mà sử dụng máy 8 ký, 10 ký thì chúng ta sẽ sử dụng loại AT 63 hoặc AT 40. Còn em ở đây là em sử dụng AT 32 cho nó phù hợp với con 5 ký. Chứ không nên sử dụng AT to quá. AT nó phù hợp với máy thôi. AT của dàn pin cũng vậy, sử dụng 16A thôi. Còn AT của ắc quy thì sử dụng 125 hoặc 150. Mẫu em đang sử dụng ở đây là mẫu 150. Còn ATS nó là 100 rồi, nhưng mà chả ai dùng đến 100A cả. Đấy. Rồi, đó là cái combo hiện tại bên em đang cung cấp nhá. Bác nào có nhu cơ, các bác có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ Sula Hưng Yên qua số điện thoại là 0987006938. Combo này hiện tại bên em đang bán là 51.500.000. Với biến tần bảo hành 5 năm, tủ điện và pin lithium sẽ được bảo hành 1 năm và miễn phí giao hàng toàn quốc. Rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Em xin phép là kết thúc video tại đây. Đây, kiện bên em đóng gói này. Về đóng gói thì biến tần thì đóng gói như thế này, bọc mỗi xốp ni lông bên ngoài thôi. Còn với pin lithium và tủ điện thì sẽ được đóng trên pallet nhá. Nếu bác nào mua lithium thì bên em toàn đóng bằng pallet kiểu này, sau đó bên trên này ốp một mặt gỗ này. Cái này nó hơi nặng cân một chút nhưng mà hàng tới nơi là yên tâm 100% là không bị bẹp méo. Đấy, đây em cắt các cái pallet của pin mặt trời ra. Đấy, sau đó là đóng thành cái kiện như thế này. Đấy, còn đây là kiện của gì nhỉ, kiện biến tần. Đây là kiện pin lithium này, đây SPE đây.